Quận Cầu Giấy được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1997, sau 25 năm xây dựng và phát triển. So với thủ đô nghìn năm văn hiến, có thể còn rất non trẻ. Nhưng trong 25 năm qua, bằng sự cố gắng, quyết tâm và nội lực của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy luôn đoàn kết đồng lòng, tập trung trí tuệ, nỗ lực lao động, sáng tạo, phát huy thế mạnh, khơi dậy tiềm năng, tạo nên những thành quả to lớn, rất đáng tự hào. Kinh tế quận là một trong những lĩnh vực phát triển rất ấn tượng, với tổng thu ngân sách được giao năm 2022 là hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gần 263 lần so với thời điểm khi mới thành lập. Đây là chỉ số hết sức ngoạn mục. Có được thành quả này là sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội quận, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ngày 27 tháng 2 năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có nghị quyết số 09 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết 09, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy được thành lập theo quyết định số 1051 gồm 12 chi bộ và 133 đảng viên, chuyển từ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Concepsim. Tại sự kiện công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy năm 2012, nhiều đồng chí lãnh đạo của thành phố đã đến dự, phát biểu chỉ đạo, càng khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội tới công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thì sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quận ủy là một cái nhân tố quan trọng, thể hiện ở chỗ là Ban Thường vụ quận ủy đã thành lập ban chỉ đạo, là cái giúp Ban Thường vụ thường xuyên sâu sát đối chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ khối doanh nghiệp. Rồi thứ hai là ngay sau khi thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp thì quận đã bố trí một cái cơ sở vật chất khang trang để làm trụ sở hoạt động của Đảng bộ khối doanh nghiệp, có hội trường, phòng họp ban chấp hành, ban thường vụ và các phòng làm việc của các đồng chí cán bộ chuyên trách. Thứ ba là trong công tác cán bộ thì Ban Thường vụ lựa chọn, phân công các đồng chí cán bộ, các ban đảng của quận và các tổ chức cơ sở đảng có kinh nghiệm về tham gia vào ban chấp hành thường trực. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, nguyên bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy khóa 1 và nay đồng chí đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Fodacon, một trong những doanh nghiệp lớn kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Đồng chí Đông không khỏi bồi hồi xúc động khi nhắc lại bối cảnh khi mới thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy. Có thể nói đề án cái thành lập khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đầu tiên gồm 12 doanh nghiệp của tổng ty Concepsim thoái vốn từ Bộ Dựng trở về đã là cái đề án cái doanh nghiệp đầu tiên của thành phố Hà Nội. Sau này thêm một cụm công nghiệp nữa, mà tôi nhớ sau đó 2 năm, 1 năm thì Ban Tổ chức Trung ương có tổ chức hội thảo ở thành ủy Hà Nội, thì thành phố Hải Phòng đã cử một đoàn lên để học tập kinh nghiệm. Về cái thành lập của cái Đảng bộ khối doanh nghiệp Cầu Giấy này thì ý nghĩa của nó là lúc đó nó như là tháo gỡ được những băn khoăn tâm tư cho toàn bộ 133 đảng viên của 12 chi bộ, tháo gỡ lo lắng. Thứ hai, nó như thổi một luồng sinh khí mới vào cho các đơn vị này. Do vậy mà sau đó tình hình ổn định rất nhanh và sản xuất phát triển và mọi mặt đi lên. Sau đó chỉ một năm thôi mà các cái hoạt động của doanh nghiệp đã phát triển hơn khi hồi còn ở tổng ty Concepsim. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy cần phải làm ngay sau khi thành lập là tập trung kiện toàn bộ máy, khẳng định vai trò lãnh đạo của các đơn vị doanh nghiệp trong khối. Để tìm nguồn thành lập mới chi bộ, quận ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội. Phải nói là có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo vào cuộc của từ các đồng chí thường trực quận ủy, đặc biệt là cả hệ thống chính trị.
Thời gian đầu như các đồng chí cũng biết là đối với doanh nghiệp ngoài của nhà nước thì cũng rất nhiều nơi cũng mơ hồ về cái việc tổ chức đảng, có tổ chức đảng cho doanh nghiệp. Nhiều nơi người ta cũng ngại lắm, người ta cũng sợ là phiền hà không tổ chức đảng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên bằng cái sự quyết tâm, đặc biệt là vào cuộc của cái hệ thống trị, chúng tôi rất quận làm rất tốt công tác động viên cũng như làm các tư tưởng đối với chủ doanh nghiệp trên địa bàn. Sau 10 năm thành lập, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy có 103 chi bộ với 1.044 đảng viên. Đặc biệt đã thành lập mới 49 chi bộ, kết nạp mới 136 đảng viên. Các chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động đa dạng nghề ở nhiều lĩnh vực. Kinh doanh dịch vụ có 51 chi bộ, xây dựng có 32 chi bộ, báo chí truyền thông 8 chi bộ, cơ sở giáo dục đào tạo 4 chi bộ, các viện, hiệp hội khoa học và một số lĩnh vực khác có 8 chi bộ. Các con số biết nói trên cho thấy sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận Cầu Giấy với cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thực tế, thời gian qua, lãnh đạo quận đã tổ chức rất nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, người lao động trên địa bàn và tất cả đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cùng với đó, thay vì ngồi chờ doanh nghiệp tự nguyện xin thành lập tổ chức đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đã sắn tay vào cuộc, cùng chia lửa với doanh nghiệp để từ đó tuyên truyền, vận động, thành lập chi bộ ở những nơi chưa có đủ số lượng đảng viên theo quy định. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đã trọng thể tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường. Đồng chí Nguyễn Thế Hào, tổng biên tập được chỉ định làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ trẻ tuổi nhất của Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy. Tạp chí đã chính thức có tổ chức đảng, cũng có nghĩa là hoạt động của tạp chí sẽ bắt đầu một trang mới, đánh dấu một bước trưởng thành về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng. Doanh nghiệp thì ngoài cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ, cái chính trị trọng tâm là hoạt động kinh doanh, nhưng khi họ đã tổ chức đảng thì chúng tôi phải tạo được cho các doanh nghiệp thấy là có tổ chức đảng trong đó. Thì cái quyền lợi của người đảng viên cũng như của tổ chức đảng trong đó của doanh nghiệp là cái gì? Thế thì chúng tôi tạo ra một cái sinh hoạt rất là hấp dẫn. Ví dụ như là hàng năm thì chúng tôi có thể tổ chức các cái cuộc giao lưu, gặp gỡ các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở các lĩnh vực họ gặp gỡ, trao đổi, giao lưu. Họ có cái điều kiện để tiếp cận sản phẩm của nhau, dùng sản phẩm của nhau, hỗ trợ nhau trong việc sản xuất kinh doanh. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh về số lượng, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy luôn chú trọng nâng cao chất lượng cho các tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Để đây thực sự là những hạt nhân quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người lao động. Quận Cầu Giấy đã ban hành những chính sách, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp thành lập, phát triển, kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở. Cùng với việc đưa nội dung sinh hoạt theo hướng thực chất, hiệu quả và công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để tổ chức đảng tại các doanh nghiệp khẳng định được vai trò, vị trí của mình cùng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Chi bộ đã chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt khoa học, tập trung tìm cách tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, giao nhiệm vụ cho các đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, phát huy tính tự chủ trong công ty. Chi bộ chúng tôi còn non trẻ và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy thì cũng đã từng bước thể hiện được cái vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, có những cái đóng góp vào cái việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm cũng như là xây dựng các cái mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp. Có thể khẳng định chi bộ nào bố trí cán bộ tâm huyết, nhiệt tình triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thì kết quả đạt được rất tốt. Không những thế, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp cũng được nâng lên. Cán bộ đảng viên thực sự trở thành nhân tố tiêu biểu, khẳng định vai trò nòng cốt tại các doanh nghiệp.
Cái việc sinh hoạt chi bộ trong một doanh nghiệp thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên là chúng tôi có thể cập nhật được những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào trong hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là các công tác xây dựng đoàn thể, công đoàn để mà truyền đạt lại cho các cán bộ công nhân viên để họ có thể thấm nhuần được những cái gọi là cái bản lĩnh chính trị. Từ đấy thì một là sẽ đoàn kết, gắn bó và như là đóng góp cái sức sáng tạo của mình cho cái phát triển chung của doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong khối luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phối hợp cùng lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp, hài hòa giữa doanh nghiệp, cổ đông, người lao động. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Fudacon hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư kinh doanh nhà, khu đô thị. Là chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy với 13 đảng viên có trình độ đại học, trên đại học và một đảng viên là thợ bậc cao. Mặc dù năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, ban lãnh đạo, Fudacon đã đạt được những kết quả tích cực, giữ vững nhịp tăng trưởng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, ổn định an ninh chính trị, chăm lo việc tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Một trong những nội dung và phương thức hoạt động quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân là cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Cơ chế này lấy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp làm mục tiêu để xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, tôn trọng và bảo đảm sự hoạt động độc lập trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của mỗi tổ chức. Ban lãnh đạo chủ doanh nghiệp phải bảo đảm hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và thời gian cho hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng, bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng không ảnh hưởng đến quỹ thời gian vật chất của doanh nghiệp. Vì thế, hoạt động của tổ chức đảng cần được bố trí hợp lý, phù hợp. Trong cái hoạt động của đơn vị thì các đồng chí lại thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy rất là quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, sát sao, gắn bó. Và đặc biệt đồng chí bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy còn kết nối chúng tôi với các đơn vị, các lãnh đạo, chính quyền, đảng và các mặt trận của phường Nghĩa Đô, là cái phường mà đơn vị đang đóng quân. Do đó các hoạt động với địa phương rất là thuận tiện. Đó là vai trò của Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đối với chúng tôi rất là cao, động viên chúng tôi được kịp thời trong giai đoạn vừa rồi. Đảng ủy khối quan tâm tổ chức những buổi sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, gặp mặt các chi bộ trong những ngày lễ như ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 hàng năm để tăng tính liên kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các chi bộ, doanh nghiệp, tạo cầu nối để các doanh nghiệp hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, để kịp thời tuyên dương khen thưởng những tổ chức cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy khối quận Cầu Giấy thường xuyên tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, tồn tại để sớm đưa ra giải pháp khắc phục. Với cái thành tích và kết quả 10 năm xây dựng phát triển của Đảng bộ, thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ khối doanh nghiệp của quận sẽ tiếp tục có những cái thành công mới, góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ quận Cầu Giấy trong sạch, vững mạnh. Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đã đạt được nhiều thành tích, như giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy dành cho tập thể lao động tiên tiến năm 2016-17, giấy khen của quận ủy Cầu Giấy dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy, mùng 1 tháng 9 năm 1997, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Kết quả thực hiện nghị quyết số 09 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân quận Cầu Giấy với Đảng. Đây không chỉ là hướng đi đúng đắn mà còn đi trước một bước trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế nước ta và phù hợp với quan điểm lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.
Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trước tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy. Quan trọng hơn, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nhờ những cách làm năng động, sáng tạo, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy đã và đang khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đưa quận Cầu Giấy trở thành địa phương phát triển, năng động tại thủ đô Hà Nội.